Một gia đình lần lượt có 2 người mất, 2 người nhập viện chỉ trong 5 ngày nghi do viêm màng não. Bệnh nhân DVD 38 tuổi cho biết chỉ trong vòng 5 ngày, 2 người trong gia đình anh đã ra đi mãi mãi. Bắt đầu là con gái 22 tháng tuổi, xuất hiện sốt cao, đau đầu, đi ngoài phân lỏng liên tục, kèm theo nổi ban xuất huyết. Sau đó bé lơ mơ, ăn uống kém và được gia đình đưa đến trung tâm y tế địa phương khám và điều trị. Tuy nhiên tình trạng bé ngày càng nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhưng không qua khỏi. 3 ngày sau, mẹ bệnh nhân cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự như sốt cao, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và nổi ban xuất huyết. Bà nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn nhưng đã mất sau vài giờ. Sau sự ra đi của mẹ và con gái, anh Dê cùng con trai 11 tuổi cũng bắt đầu có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn sau ăn và không đại tiện phân lỏng. Ngày 10 tháng 6, anh Dê nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn và được chẩn đoán mắc viêm màng não. Sau đó, hai cha con được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, kết quả chọc dịch não tủy của cả hai bệnh nhân đều cho thấy dịch đục và được chẩn đoán mắc viêm màng não do não mô cầu. Sau khi điều trị kháng sinh thích hợp, tình trạng hai bệnh nhân tạm thời ổn định, tỉnh táo và có thể ăn uống. Tuy nhiên, hai bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực. Đối với hai người trong gia đình bệnh nhân Dê đã qua đời, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, nhưng các bác sĩ cho biết nguy cơ cao là do nhiễm não mô cầu. Bác sĩ Trần Quang Đại, phòng tiêm chủng vaccine Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, viêm màng não do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus Neisseria meningitis gây ra. Bệnh có thể lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm lắc thanh môn. Tuy nhiên, viêm màng não là biến chứng hay gặp nhất và để lại hậu quả nghiêm trọng nhất. Tại Việt Nam, nhóm A và B là hai chủng não mô cầu hay gây bệnh dịch. Bệnh viêm màng não do não mô cầu có thể có các triệu chứng không điển hình như sốt, buồn nôn, nôn, chán ăn, đau họng hoặc các triệu chứng đặc trưng như phát ban xuất huyết, cứng cổ, sợ ánh sáng. Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân có thể hôn mê, mê sảng, co giật, mất ý thức và không qua khỏi. Bác sĩ Đại khuyến cáo, bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và nơi ở, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh, dự phòng bằng thuốc và quan trọng nhất là được tiêm vaccine phòng bệnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.